Quang điện tử Tò Mò xin gửi lời chào mừng đến toàn thể các anh em đam mê âm thanh trên mọi miền tổ quốc và quay trở lại video clip buổi chiều ngày nay. Bên em tiếp tục lên test và giới thiệu đến các anh em một cặp loa bãi FPV FP4 vừa về đấy các nhá, một cặp loa full kép bass 40 đây. Đấy, sử dụng từ 220 côn họng 100 một tép kèn các bác nhá. Đây, tép rất lầy các bác này. Đấy, karaoke lời cực sáng và bay các bác nhá, với một cặp tép FPV sử dụng từ 14 côn họng 51, bát mềm sâu chắc khó nhá. Đấy, với model này thiết kế chiều cao khoảng trên 1m2, bề ngang khoảng 48, sâu 60cm, sử dụng thùng gỗ bọc lì. Đấy, FPV FP4 các bác nhá. Đấy, đẹp xuất sắc các bác này. Đấy, đẹp xuất sắc các bác nhá. Đây là tổng thể về phần ngoại thất, em quay chi tiết cho các bạn em quan sát. Thiết kế hai bánh xe ở phía sau để di chuyển hai cái tay quay hậu sau các bác này. Đấy. Hai cái tay này là để các bác em chúng ta di chuyển loa các bạn hai bánh xe các bác nhá. Đấy. Vâng, cặp loa FPV FP4 hàng made in USA mà lại không phải made in USA xịn các bác nhá. Đấy. Hỗ trợ một cổng Utrix và hai cổng 6 ly. Đấy, công suất cực khủng 2000W này, chở kháng 4 ohm. Đấy, FPV FP4. Đấy, giá thành rất hợp lý cho một cặp loa FPV FP4 bãi xịn này các bác nhá. Đấy, chỉ ngang bằng với một cặp loa full kép 40 của PV của B3 hay là dòng Martin. Đấy, cùng một phân khúc các bác nhá. Đấy, bảo đảm các bác anh em chất âm của cặp này thì nó không có đối thủ để so sánh với những cái cặp loa cùng phân khúc bằng tiền. Đấy, tép lẩy tí tách có nhá, tép rất lẩy, bát mềm sâu này. Bao chất, bao đẹp này. Đấy. Loa vừa về đây các bác nhá. Vừa về buổi chiều đây, cặp có FPV FP4 này quá. Rồi, hai bát kép đây quá này. Rồi, hàng về như là bên em báo đúng tình trạng các bác nhá. Đây là không phải cặp loa bãi Mỹ xịn các bác nhá. Đấy, cặp này là cặp FPV FP4 hàng nội địa ở Trung Quốc. Đấy, phải nói là công nghệ, phải nói là quá đỉnh, chất âm tuyệt vời các bác nhá, không khác gì một cặp loa Mỹ xịn FPV FP4, cặp loa Mỹ xịn FP4 ở trên thị trường hiện nay đang có giá đầu tư cặp này khoảng trên 30 này các bác, trên 30 triệu các bác nhá, thì cặp FPV FP4 này đang có giá đầu tư 19 này. Đấy, để so sánh cùng phân khúc với cặp loa FPV FP4 này thì những cặp B3 hay là Out Center. Đấy. Không có cửa để so sánh chất âm với cặp loa này các bác nhá. Đấy. Đấy, 19 triệu đây. Bác nào có nhu cầu chốt loa này bên em này. Đấy, chơi sân vườn phòng trà quán bar anh em đi làm sự kiện. Không gian gia đình các bác chơi từ không gian khoảng 450m² trở lên, chơi cặp full kép 40 FP4 này. Chất hết điểm này. Đấy. Vào 19 triệu các bác nhá. Mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Và địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Tiền ít thịt nhiều các bác nhá. Chơi hay bày đẹp đây. Đấy. Đấy, với mức giá đầu tư 19 các bác anh em sở hữu ngay một cặp loa bãi FPV FP4. Đẹp cáu cạnh này. Đấy. Đấy, chất âm của nó phải nói là quá đẳng cấp. Đấy, các anh em quan tâm cặp loa này lên cái bản Zalo số điện thoại trên nhé, bên em sẽ gửi cụ thể nội thất của cặp loa này cho các anh em. Vâng, xin chào mừng các bác và anh em tiếp tục trở lại phần 2 này. Bên em giới thiệu đến các bác anh em nội thất của đôi loa FPV FP4. Một cặp loa full kép 40 từ 220 côn họng 100, một tép kèn.
Thì em vừa khui ra đây các bác nhá. Đây, đây. Tổng thể nội thất của cặp loa PV. Đấy. Dép là sử dụng từ 14:51 các bác nhá. Đây. Hai bắt kép 40 từ 220:100 này các bác. Xương chấu 8 chấu. Đấy, 8 chấu các bác nhá. Xương đen đúng không ạ? Thì cái bác này các bác thường thấy trên những cái dòng SP3 bỏ cạp, SP4 bỏ cạp, SP6 các bác nhá. Đấy. Đấy, từ 220:100. Đấy. Đây, phần tần của em nó đều các bác nhá. Đấy.